Bất kể cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại, cướp tiền trong 12 giây. Theo đó ngày 27 tháng 7 trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip về vụ cướp xảy ra tại một cửa hàng điện thoại. Diễn biến vụ cướp chỉ diễn ra trong 12 giây. Theo đó vào 13 giờ 14 phút chiều ngày 22 tháng 7, tại cửa hàng điện thoại có hai nhân viên đang ngồi làm việc. Lúc này một thanh niên đội nón đeo khẩu trang đi vào như khách mua hàng. Bất ngờ, người này cầm dao gạt thanh niên đang ngồi tại quầy thu ngân khiến người này ngã ra nền nhà. Nữ nhân viên ngồi cạnh cũng hoảng sợ, bỏ chạy và bị té ngã. Đối tượng nhanh chóng kéo ngăn kéo, gom tiền rồi tháo chạy ra ngoài. Nam nhân viên cầm ghế chống trả, truy đuổi nhưng không theo kịp. Đối tượng đã tẩu thoát thành công. Bước đầu công an xác định, vụ cướp xảy ra tại cửa hàng điện thoại ở tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Ngay sau khi bị cướp, phía cảnh sát đã trình báo công an. Theo đó tài sản bị cướp đi là 7 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra nam thanh niên cửa hàng này còn bị thương ở cánh tay nguồn thông tin cho hay công an quận bình tân đã bắt được kẻ cướp và đang lấy lời khai điều tra